dân còn nói từ lớp tab bỏ bây giờ riêng book hay đừng book tab táo mùi ná cứ chia child mùi ná chia parent chất mới mùi ná book năng book tab ta mùi ná chỉ child table mùi ná chỉ parent table và đáng cứ dân prao one too many ăn ai prao one to one bàn tế bởi xa ta mấy suppose mùi category mùi book tab mùi cứ ai mean suppose tràn ok hai bộ nắng ai khai tới chia robot category mùi nè ok belongs to book tab chắc cái tab có phê sắp hơi đó chắc là phê sắp hơi mùi cứ ai mình sắp hơi tràn để thật nâng nâng sắp hơi nâng hai sắp hơi mùi nâng có ai khai chia robot category mùi nè đây ok tiêu hoa mùi tiết tiếp tục từ nâng category nâng bật đạt category mũi cứ ai mình bật lật phó tràn ai bật lật phó mũi nâng có ai khai chia rồi bó category mũi nà đây chính rồi viên category nâng bật đạt cứ category cứ chia parent ai child cứ chia bật đạt em thử ở chỗ 3 nâng á ok rồi chính rồi viên book hay nên book tab mùi nói chìa parent book admin chìa parent cứ chìa child book tab bằng chìa parent mùi dân vô đầm lại primary key này tab bộ mùi nâng tâu bình cho nó khả nâng tab bộ book nhưng mà chạy sẵn đánh nó khả nâng migration mà dân cứ miễn sai cho này cho database migration để dân bật cả foreign key dân ai chẳng em chẳng đất cứ tháp bộ nào để bật cả foreign key anh ấy cứ chỉ child ở tháp bộ nào để vô để trâu vô data vô một vị trô trong thông tháp bộ mũi tiết đến anh ấy cứ chia parent parent tháp bộ này để toàn chứng dân tư bật cả đi là mấy property và ca bật cả nếu thử bằng card nguyên được khăn mô đỏ thì dân cho một can mô đỏ nhưng mà đó anh ấy dương comment đó ngay rồi dân cho một can mô đỏ muối nhìn đó một can mô đỏ function được khăn mô đỏ nhưng comment kìa ha đi là make property ok bật cao thông ra function ok bật tóm á dân đại cho mua rồi bò dân call book underscore tab cái miền s của dương bị chia tha vi tràn anh mới tiết bây giờ bị chia bài này cứ bán cứ dương has many cái return là this có mấy dương call has many để dân tạo import name special anh đang kia hạ thả đi để make property
dương đo mong bà đây nè. Dương ở toàn này to tuyệt bàn đi. Chứ ngồi nhóm tốt ở dương sai chưa mình tham bìa nó ngồi chụp ba hai. Mà dương mà bà ca anh ca đi nằm mấy property á. Ok, thử gặp nót mùi nè chìa parent hai nâng cha lời chụp ba. Ok, chẳng rồi nhóm miền được tơ ho thì tiếp tục nên cái lại cái nhóm tiêu ho bị step hay là step ID mình nhấn at the neighbor kia nè one wants to one relationship call when step member. Chính cái bậc cao đó đi là mấy property thì đây đấy. Cái bậc cao đi là mấy step code và năm step này. Cái bậc cao viên tầng tổng đó và đi ba trang mua nét thì khó đấy mua nét thì khá sân. Đối xác tầng này dương thẩm cao vô phần dự kế tầng cho bậc nâng tiếp step step code. Chắc nói bao nhiêu mình chân ở lấy dùng mưu bảo kia cho option nè cái step dương mà mơ step code wing dương step code wing như chị nào và dương tầm vô ở bãi đấy bây giờ dương step này như vừa bà đạp là video for đăng ký rồi thấy nếu anh ấy trừ bạc ca mental code in the step code là cả mental step I belong to dân vô lấy mình đang theo dân step hay step code thì dân này chứng dân sử dụng step ID đến người ta đang step code vì thế dân sử dụng cả step code đó chỉ đi được với property nâng nâng model step nâng nâng pra method has one nâng start one to one or one to many cứ has many chứng dân mà đi bỏ dân chúng ta đã bị dân cầm nọt chúng ta đã xong mờ này ở trên sân chúng bút khác và nhấn cư chia cao đẹp rồi bút cư chia cao rồi sao cao 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 nè cho ai bộ bao giờ nè nè cho ai cả lại cả lắm nè chúng ta đang cơ chế chào
chúng dân bà cao đàn mối has many trời ấy chúng bà tao mà tiết à khăn cao ấy vì tiết tôn từ nâng book tab underscore id local key គឺ id ចឹងហើយយើងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ហើយយើងនឹងបន្តសម្រាប់ក្រោយទៀត